Các bác thấy sao? Tích tắc, tích tắc. Thời gian là vàng đấy các bác ạ. Trước mắt quý vị đây là chiếc đồng hồ có tên là chiếc đồng hồ cắt kéo. Em này được mạ vàng hết các bác nhé. Đồng hồ cắt kéo được mạ vàng lên cót ạ. Con này chạy cót. Chiếc đồng hồ này có chiều cao trên 50 cm, trên 50 cm. Đấy. Tất cả đều được mạ vàng hết. Tất cả đều được mạ vàng. Các bác thông cảm nhé. Khổ quá, đang quay bài thì quên không tắt chế độ ấy đây. Tắt chế độ máy bay. Khách gọi đến là kêu cả vào đây. Đấy. Bác nhìn thiết kế cái chân bệ của nó này, rất là đẹp và sang trọng. Chiếc đồng hồ cắt kéo này tất cả đều được mạ vàng này. Em nó có mức giá là 19 triệu. 19 triệu. Tất cả đều được mạ vàng từ các họa tiết hoa văn. Để em sẽ quay ra phía sau cho các bác để cho bác nhìn nó rõ hơn, để nó tránh phản cái màu gỗ nó vàng các bác. Đấy. Cái đẹp. Chiếc này đây là cái khung kính để bảo vệ chụp bên trên. Bây giờ em mở ra để em quay chi tiết cho các bác thôi. Còn khi các bác cần lên cót thì các bác chỉ cần này, mở cái nắp kính này ra. Đấy, đây là cái cánh nhé, mở nắp kính này ra. Và lên cót thôi. Đây ạ, trong này đây là cân kéo nó có chứa chiếc chìa khóa đây. Chiếc chìa khóa này cũng được mạ vàng. Đấy. Và cái điểm, bác nhìn cái điểm giữa số 6 đây chưa? Đấy, là cái điểm lên cót. Khi muốn cót bác chỉ cần dừng, bác giữ thôi, là xong. Cực kỳ đẹp và sang trọng. Các bác đợi em một chút nhé, em sẽ đặt nó, em sẽ thay vào cái chỗ đồng hồ, cái biểu đồ với bi quăng này để cho các bác nhìn nó chi tiết hơn. Đấy, nhìn nó chi tiết hơn để nó không thoát ra, không thoát hình. Trên này các bác nhìn nó sẽ thoát hơn. Đấy, các bác chút nhé, cho cả kính lên đây nữa. Nó sẽ thoát hơn thì các bác nhìn nó sẽ thoáng hơn. Nó sẽ thoáng hơn chứ không nhìn nó không bí bí. Thôi thì kính để dưới này được. Đây ạ, cái lồng kính của em để đây nhé. Đây, em cho lên đây cho các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn thì nó sẽ thoáng hơn khác không? Nó sẽ khác hẳn hơn bởi vì kia nó ngược lại của cái thành của cái ghế nên là nhìn nó không được thoát hết cái chi tiết. Đấy, các bác nhìn xem. Nhà đang bộn bề quá. Tivi dỡ, thợ đóng gỗ mãi chả xong. Này có nhìn nhé, này phía sau đấy ạ. Tất cả đều được mạ vàng hết ạ. Nó ngược sáng có nhìn hơi khó. Tất cả đều được mạ vàng các bạn. Tất cả đều được mạ vàng hết. Đây chiếc đồng hồ cắt kéo, giá em ghi được, mức giá của em nó là 19 triệu. Cái chiều cao thì em đã báo rồi, tổng chiều cao của nó trên 50. Cái chiều ngang của nó bác nhìn này, cái bệ này chiều ngang trên 30 nhé. Chiều ngang trên 30. Chiều sâu này 22, 21 thôi, chiều sâu tầm 21. Đấy. Đối với thời gian thì đây. Những chiếc đồng hồ thì các bác là đồng hồ thì nó có nhiều loại. Những chiếc đồng hồ nó ví dụ như các bác để ở nhà bác có chỉ nhìn giờ để biết. Nó không có thể hiện một cái gọi là một cái sinh động gì cả. Những chiếc đồng hồ này nó cử động này. Nó vừa là quả lắc, nó vừa là cái biểu tượng cả cắt kéo chẳng hạn, nhìn nó rất là sinh động luôn. Ngoài cái này ra thì những cái này cũng vậy. Tất cả những cái này nó thiết kế nó sinh động nên là tạo cho chúng ta có cái cảm giác là nó lúc nào nó cũng nhộn nhịp chứ nó không bị trầm lắng đi, trầm lắng. Đấy. Đây gọi là chiếc đồng hồ cắt kéo ạ, có mức giá là 19 triệu các bác nhé. Các bác cứ tham khảo giá thoải mái, bác tham khảo giá toàn quốc cho em. Đấy, sau bác tham khảo chán thì sau bác quay về với em. Mức giá 19 triệu, em cảm ơn. Này, hàng loa thì cũng không còn nữa đâu bác nhé.
Cũng hết rồi, em cũng chuẩn bị là vãn vãn nghỉ thôi, còn gửi nốt những cái này cho các bác này. À chứ còn một cái nợ cái đơn nước nước hoa của các bác hôm trước rồi. Hôm trước là em có 2-3 lọ thôi bác ơi, cái đơn đấy thì đã cho nhận cọc của bác thêm đơn nhỉ, cái đã nhận cọc của bác rồi thì em gọi về cái chỗ cái đầu ngày trước các bạn em bạn bán đấy, nó còn sót được mấy đôi mấy lọ đâu, nó gửi lên đâu cái thùng thôi. Đây cái thùng ở trong nhà, đây cái thùng đâu thì đấy em sẽ trả cho bác nhá. Có bác gì bác cứ giục nhiều quá, bác đặt hết tiền rồi, thật ra là nó không có nhiều đây. À đâu, à đây không có đâu bác ơi, chắc là được 4-5 lọ thôi. Em thấy bà còn 4-5 lọ gì đấy, đây này không có, đây còn lọ, cái lọ này này đúng không, còn lọ này là 290.000 này, lọ này 290.000 này. Ôi trên chắc không đủ đâu bác ơi. À đây được 4-5 lọ, nếu mà thế thì thừa 2 lọ đấy, thừa 2 lọ, 2-3 lọ. Ở đây được có 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9, được 9 lọ bác. 9 lọ nếu mà thế thì trả cho bác kia thì còn được 2 3 cặp. Bác nhá, bác nào lấy thì gọi cho em thôi. Đây này. À, lọ này là 290.000 này. Lọ này 290.000. Lạc đà cái gì này? Mùi thơm dễ chịu 100 ml này. Đấy. Được có 8 9 lọ. À, lọ này là 260.000 này. Lọ này 260.000. 260.000 lọ này. Cũng 100 ml. Nam ấy, bạn nhiều nam. Lọ nào nữa nhỉ? Còn một loại khác ở đây. Ở đây, hết rồi. Ở đây còn một loại, ở đây có một loại khác này. Loại này hôm trước đây, hôm sót đây. Loại này đại bàng cái gì này. Lọ này là 280.000, cũng 100 ml. Nếm thử 100 ml nhé. Đấy còn thừa được mấy lọ nữa, còn đây em giả hết rồi. Thơm rất là thơm mát, rất là dễ chịu nhé. Thơm mát đó. Là đâu mình dùng loại thơm mát này nó nhẹ nhẹ nhàng ạ. Nó không đừng có sặc sụa quá. Thơm mát nó thơm nhẹ nhàng thôi. Con này thơm mát dịu dàng. Con này là 280.000 này. Lọ này là 290.000 này. Lọ này là 260.000. 260.000 ạ. Đấy thừa được mấy lọ đấy, còn đâu là em phải trả cho cái bác kia. Bác kia nhận tiền của bác. Hết bác nhá, không có đâu bác nhá. Bác lấy thì gọi cho em đi, còn 2 3 lọ rồi. Ba trả mất ra 4 lọ rồi. Thế là còn có 5 lọ nữa bác nhá. Bác nào lấy thì liên hệ với em. Em chuyển nốt, còn xong đợt này hết sạch bó tay. Chịu. Em chỉ bán loa thôi chứ em không bán cái này. Hôm trước thì thấy nhận hôm trước thì thấy nhà em nó trước nó có dùng nó để bán sót đấy thì để cho bác thôi, nhưng mà mấy bác thì báo kiểu các bác cứ có số tài khoản của em bác lại đặt cọc rồi đấy, bác cứ chốt chốt xong cùng em lại chốt cho người khác. Đây hôm nay em giả hàng cho bác, còn thừa mấy lọ bác nào lấy thì liên hệ với em.